Thành chủ, thành chủ, ta bị quan, ta bị quan, thành chủ, ta bị quan. Thành chủ, cô nương mời về cho. Thành chủ có lệnh, cấm bất cứ ai thăm non phu nhân. Đại ca, xin hãy chăm trước, chỉ lần này thôi. Xin hãy chăm trước đi mà. Đi đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Phu nhân, cô phải chịu khổ rồi. Vào đây ngồi đi. Nào, cứ ngồi tự nhiên. Phu nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện này phải bắt đầu nói từ hôm thành chủ tỉnh lại. Được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa, để ta đi tìm thái thừa cho ngài. Đừng đi, bổ phường có chuyện muốn nói với nàng. Ngài cẩn thận chút, bổ phường có chuyện muốn nói với nàng đi. Có thứ này. Đêm qua ngài luôn nắm chặt tay, là để giữ tờ giấy này sao? Nàng mở ra xem đi. Ngô Ngọc Lâm và Tống Dịch muốn tạo phản, còi chim ưng là vật chứng quan trọng. Ngài đã biết rồi. Bộ vương biết còi chim ưng là của nàng, cũng biết đang ở trên người nàng. Vậy tại sao ngài còn nói với ta? Ngài không sợ ta hại ngài sao? Nếu nàng muốn hại bổn vương thì cần gì phải cứu bổn vương? Nàng là phu nhân của bổn vương, bổn vương tin nàng. Lời tỏ tình chân thành của tên này thật khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt. Mình có nên nói với ngài ấy kế hoạch của Tống Dịch không? Nếu ngài ấy biết kế hoạch đó, vậy phải chăng tình tiết câu chuyện không thể tiếp tục phát triển được nữa, mình cũng không quay về hiện thực được nữa? Phu nhân, nàng đang nghĩ gì vậy? Nhưng nếu không nói cho ngài ấy biết, Tống Dịch sẽ giết ngài ấy để cướp ngôi vị thành chủ. Cả thành Đông Lâm sẽ thay máu, còn có rất nhiều người vô tội sẽ gặp nạn. Phu nhân, phu nhân, nàng sao vậy? Tống Quy, ngài không được chết. Ngài không được chết nhé. Ngài không được chết. Ngài không được chết. Phu nhân là sao vậy? Ngài không được chết. Chẳng phải bổn vương vẫn đang khỏe mạnh sao? Có phải bổn vương vừa nói gì khiến nàng đau lòng không? Bổn vương không quan tâm còi chim ưng gì cả, cũng không quan tâm nàng và Tống Dịch có mua đồ gì. Bổn vương chỉ hy vọng nàng vui vẻ bên cạnh bổn vương, làm lại từ đầu. Ngài đúng là đồ ngốc. Lần này ngài gặp hỏa hoạn, dọa ta sợ chết đi được.
Được rồi, đừng khóc nữa. Ngoan. Không, không được. Nếu để Tống Dịch biết, ta cứu ngài, hắn chắc chắn sẽ không để yên. Nếu lúc đó hắn muốn đổ tội cho ta, ngài nhất định không được bên vực ta. Phải tống ta vào Đại Lao ngay lập tức. Ngài nghe rõ chưa? Có cần thiết phải làm vậy không? Đúng, ngài nhất định phải làm vậy. Làm theo kế hoạch ban đầu, một mặt hắn muốn cưỡng ép ngài, mặt khác hắn sẽ châm thuốc nổ dưới tường thành để dẫn phản quân vào thành. Đến lúc đó bách tính phải làm sao đây? Nếu không có ta, hắn sẽ sắp xếp người khác làm chuyện này. Hơn nữa, chiếc giếng cạn thông với mật đạo là điểm quan trọng nhất của cả kế hoạch. Chỉ cần hắn mất hết niềm tin vào ta, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở trong lúc hoảng loạn. Nhưng đó là Địa Lao, bổn vương lo nàng không chịu nổi. Ta tin ngài, ngài sẽ không để ta chịu khổ. Hóa ra đây là kế hoạch của thành chủ và phu nhân à. Nô tỳ xin bái phục sát đất. Tham kiến thành chủ. Gần đây mấy tên phạm nhân bị bắt cũng ngoan ngoãn thật đấy, tất cả đều bình thường. Bọn chúng không dám đổ mãn đâu à. Thành chủ ngài muốn, bổn vương muốn vào xem sao? Ngươi không cần đi theo ta. Dân, tim ta chẳng có gì, tim ta chẳng có gì, chỉ tặng nàng một mảnh xuân, chỉ tặng nàng một mảnh xuân. Cẩn thận, bổn vương muốn làm quen nàng lại từ đầu, hy vọng nàng không phản kháng. Nhanh 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 nhanh, chúa, đừng cử động, bổn vương kéo nàng ra. Ngài đang nói gì thế? Sắp mưa rồi. Bổn vương biết chúng ta sẽ ướt mất. Bổn vương biết. Một phần trăng trên trời, phần trăng nơi đáy giếng, nơi này có ta, nơi kia có nàng. Thành đôi thành cặp. Chào buổi sáng phu nhân. Phá sập cửa cho ta. Làm gì? Tống Quy, ngài không được chết. Ngài không được chết nhé. Ngài không được chết đâu. Lâm, nếu ngài xuất hiện thì tốt quá rồi. Người ta bảo tương tư quá thành bệnh. Mình đã xuất hiện ảo giác rồi. Lâm Di, mình còn nghe thấy giọng nữa chứ? Lâm Di, sao mặt nàng đỏ vậy? Có phải có chỗ nào không khỏe không? Phu nhân,
khiến ngài chịu khổ rồi. Nếu có một ngày ngài phát hiện ta không phải là Ngô Ngục Lâm, ngài sẽ thất vọng lắm đúng không? Thất vọng? Bổn vương thất vọng với bản thân mình. Bao nhiêu năm nay chưa từng tìm hiểu, chăm sóc nàng thật tốt. Ý ta không phải thế. Ý ta là nếu một ngày ta biến mất, liệu ngài có, không lẽ nàng vẫn còn tình ý với Tống Dịch? Ngài nói gì vậy? Ta là loại người một chân đạp hai thuyền sao? Ta không biết phải giải thích thế nào với ngài nữa. Thật ra ta là bổn vương sẽ không cho nàng rời đi. Ngô Ngọc Lâm, Ngô Ngọc Lâm, Ngô Ngọc Lâm, cô giỏi lắm. Trong thành đã phản loạn, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Người đâu? Có. Mau giao cho tướng sĩ ngoại thành, không được xảy ra sơ suất. Rõ. Bẩm tướng quân, mọi thứ đâu đã vào đó. Tốt. Ba người theo ta xuống chiến, một cửa lại canh giữ. Nếu có kẻ dám đến gần giết, giết ngay bất luận tội. Rõ. Tống Huy, sông có khúc người có lúc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng,
Để cô nhìn cho rõ ta giành lại thành Đông Lâm và Lâm Nhi như thế nào. Hai người các người lại đây trông chừng hắn cho cẩn thận, tuyệt đối không được để hắn chạy mất. Rõ. Ngươi đi theo ta. Rõ. Người có nghe thấy tiếng gì không? Không xong rồi, có người đến, mau bẩm báo đi, đi thôi. Thành Đông Lâm sắp là của ta rồi. Chương cuối tạm biệt Tống Nguyên. Ai đó? Mau báo tên. Là ta. Là Dư phó tướng. Chúng ta đốt ngòi nổ bao lâu rồi? Đã qua thời gian một chiến trà rồi. Vậy sao vẫn chưa có động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ ngòi nổ có vấn đề? Không. Là ngươi có vấn đề. Sao ngươi lại? Tướng quân, mời. Hóa ra là như vậy. Vậy là ngươi dẫn binh ngay trong đêm, giành thắng lợi khi chiến đấu với hơn nghìn quan binh của Tống tướng quân. Dư phó tướng đúng là không thua gì cánh trượt phu, khiến thuộc hạ vô cùng bái phục. May mà có thành chủ và phu nhân bố trí thỏa đáng, túc trí đa mưu, ta mới có thể chuẩn bị chu toàn cho trận chiến. Đúng rồi, mau phái người mang cờ này đến cho thành chủ phu nhân. Rõ. Tống Dịch, đây là binh mã ngươi gài ngoài thành để tạo phản. Kẻ dẫn đầu đã nhận tội rồi, ngươi còn gì để giải thích không? Thua rồi. Ta lại thua nữa rồi. Lúc nhỏ tranh sủng của phụ thân với ngươi, lớn lên lại tranh Lâm Nhi với ngươi, bây giờ lại tranh ngôi vị thành chủ với ngươi. Ta cứ thua ngươi mãi. Tống Dịch, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Ngươi chôn thuốc nổ dưới tường thành. Ngươi có từng nghĩ một khi phát nổ, các bá tính ở dưới tường thành phải làm thế nào đây không? Tranh đấu thì luôn phải hy sinh. Cái chết của chúng có liên quan gì đến ta? Vì đạt được mục đích, cứ hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của lão bá tính. Người như thế có tư cách gì ngồi trên ngôi vị thành chủ? Người có tư cách gì mà nói ta? Thứ nữ nhận phản bội. Tống Dịch, từ nhỏ tính cách ngươi đã nóng nảy, đã để tâm đến những chuyện vụn vặt. Phụ thân bảo bổn phương sau này nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Thân là quân trưởng, đúng là bổn vương còn rất nhiều chuyện chưa làm tốt, thường bỏ qua cảm nhận của ngươi. Nhưng hành động hôm nay có mưu đồ cướp ngôi, đúng là phản quốc. Thân là chủ của tòa thành, bổn vương cũng không thể vì tình riêng mà phạm pháp. Ngươi đã biết tội chưa? Việc đã đến nước này, ta chẳng còn gì để nói nữa. Muốn chém muốn giết tùy ngươi vậy. Được. Tống Dịch, âm mưu cướp ngôi đúng là phản quốc.
Niệm tình huynh đệ, bổn vương tước chức phụ tướng quân, giáng làm thứ dân, lưu đài ở ngoài. Những kẻ phản loạn khác, chém. Thì ra mọi thứ khi đắm chìm vào nó thì sẽ khó mà nhìn rõ được. Không ngờ mình đã thay đổi hoàn toàn kết cục. Đúng là một đêm dài đằng đẵng. Trà sữa lạnh. Lục La đúng là cô càng ngày càng hiểu ta đấy. Ở trong nhà lao lâu như vậy đúng thật là, sau khi quay về thấy chỗ nào cũng thoải mái. Phu nhân, có chuyện này nô tỳ không hiểu lắm. Ống tướng quân chôn ngòi nổ ở mật đạo, phu nhân lại không vào được, thì khiến ngòi nổ mất tác dụng thế nào vậy? Sao phu nhân lại đến đây? Cô yên tâm, ta không đến đây để đấu với cô. Ta chỉ muốn hỏi thần mỹ nhân, nếu như có người muốn gây rắc rối cho thành chủ, cô có chịu đứng ra bảo vệ thành chủ không? Đương nhiên là có rồi. Cô xem cái này đi. Đây là gì vậy? Công thức chế son phấn. Sao bên trong lại có lưu huỳnh, than củi và đá tiêu? Lưu huỳnh bôi lên mặt sẽ nát mặt đấy. Đúng vậy, sẽ nát mặt. Có người muốn hủy bộ mặt của thành Đông Lâm. Ý phu nhân là sao? Đây là thuốc nổ. Thuốc nổ? Không được rồi, ta phải thông báo với thành chủ ngay. Thành chủ đã biết chuyện rồi. Nếu chúng ta manh động sẽ đánh thắng đồng cỏ đấy. Cô yên tâm, ta đã cử thư cho Dương mỹ nhân lén quay về rồi. Vậy nên đã đến lúc cô thể hiện rồi đó. Phu nhân thật lợi hại, không ngờ có thể thuyết phục được thần mỹ nhân. Thần mỹ nhân giỏi nghiên cứu, rất nhanh đã phát hiện được nước chứa kiềm có thể trung hòa lưu huỳnh. Vương mỹ nhân bảo Vương lão phu nhân đưa một đám lão thái thái đi dạo tường thành từ sáng đến tối. Bọn họ luôn đổ nước kiềm vào đất. Nước kiềm này thẩm thấu vào thuốc nổ bên dưới, liền biến thành pháo xịt. Thuyết thư còn chưa đặc sắc đến vậy, nô tỳ nghe đến ngơ ngác luôn. Lại còn chẳng. Lục La ơi, cô nhẹ tay thôi. Lục La, Lục La, phu nhân. Chóng mặt quá, phu nhân. Mình đã nằm mơ sao? Vậy Tống Huy là giả? Những việc đó cũng là giả sao? Cái con bé này vẫn đang ngủ. Hóa ra mình đã sửa xong hết rồi. Cậu viết xong rồi hả? Hứa hẹn hay, mau trả nhuận bút cho mình.